Hôm nay 11 tháng 1, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa nhỏ trời rét, miền Trung hôm nay giảm mưa, Tây Nguyên và Nam Bộ chỉ còn mưa rông vào chiều tối. Do ảnh hưởng của gió đông hoạt động mạnh nên hôm nay khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có nhiều mây có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2 đến cấp 3 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 22 độ. Vùng núi có nơi trên 22 độ. Dự báo mưa nhỏ rải rác ở miền Bắc kéo dài đến trưa mai 12 tháng 1, sau đó giảm dần. Từ 13 đến 14 tháng 1, miền Bắc tăng nhiệt mạnh, nhiệt độ cao nhất có thể tới 27 đến 28 độ. Trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 13 tháng 12, miền Bắc ấm dần hơn vào ban ngày khi nhiệt độ tăng lên mức cao nhất 22 độ nhưng giảm nhanh xuống mức 12 độ về đêm. Trạng thái này duy trì ở miền Bắc đến hết ngày 16 sau đó khu vực đón thêm đợt không khí lạnh cường độ mạnh.